trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Đỗ Dũng. Tuần qua tôi có nhận được một số thư và số khán giả bảo anh Dũng ơi, làm ơn nói dùng cái vụ executive order, tức là sắc lệnh của tổng thống, nghe nói ông Biden ông ký dữ quá, tại sao vậy? Tôi cũng thấy có nhiều người lên tiếng cái chuyện này, và nhất là dân bắn cà lem chỉ trích này dữ, mà ông này mới lên mà ký quá trời ký mà không thấy mỏi tay, thấy không? Cái khác đó thì bảo là fake news, cái này thì lại không bảo là fake news. Bởi vì một người 78 tuổi mà ký nhiều vậy tôi nghĩ fake news lắm á, tôi nghĩ là đồ giả lắm. Mà có người còn nói nữa là ông để ký không biết có đọc vậy không? Không biết có đọc ở trong hay không? Thấy không? Nhưng mà tôi thấy ông này có đặc biệt nè, tuổi ông cao hơn Donald Trump, nhưng mà ông lại không mỏi tay bằng Donald Trump. Ký nhiều ông Trump. Mà tôi đố quý vị biết tại sao ông ký nhiều ông Trump. Tại vì ông ký xong để qua bên ông Trump, ký xong rồi cầm dơ qua dơ lại nè. Quý vị thấy không? Thì nó mỏi tay. Là ký ít hơn. Nó chơi cho vui. Nhưng bây giờ đi vào cái đề tài executive order. Đâu là sự thật? Thực ra ông ký vậy trong đó không phải chỉ có sắc lệnh không, mà nó còn có proclamation và memoranda. Số nhiều memoranda, số ít memorandum, một tạm gọi memorandum. Ba loại mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ tưởng là executive order. Tôi không biết dịch với kia ra sao, tôi tạm gọi là sắc lệnh hành pháp. Còn proclamation với memorandum thì tôi không có hiểu. Không biết dịch ra sao. Thì khác nhau của ba cái này là cái gì rồi chúng ta mới đi vào cái chi tiết, đúng không? Để cho quý vị hiểu khác nhau thế nào. Thì cái executive order đó thông thường á là nó do các giới chức, nghĩa là nhắm vào trực tiếp đến các cái cơ quan chính phủ, các giới chức chính phủ và những bộ của chính phủ. Đây là luật và nó được dựa trên cái quyền của tổng thống và được bảo, được hiến pháp và luật lệ bảo đảm. Và khi ký cái này bắt buộc phải đăng trên cái tờ báo của nhà nước, đó là Federal Register, bắt đầu từ năm 1956. Federal Register là một tờ, nó giống như một tờ công báo của chính phủ đó. Tất cả những cái gì hồ sơ của chính phủ là ai làm thì đều phải đưa vào cho đó và lưu trữ trong đó. Công chúng có quyền vô coi tất cả hồ sơ chính phủ nằm trong đó. Chính phủ làm gì tuyên bố thì nó đều được ghi chép ở trong Federal Register. Đó là executive order. Proclamation là cái gì? Proclamation là thường liên quan đến các hoạt động của cá nhân, của công dân, thấy không? Không có mang tính cách gọi là bắt buộc hoặc là ảnh hưởng tới luật, trừ khi tổng thống được cho phép làm cái điều đó với một cá nhân và được hiến pháp quy định hoặc là luật lệ liên bang quy định. Đó, nó mang tính cách tượng trưng thôi, nhưng mà nó cũng khá là nặng, nó cũng có giá trị, nó không bằng executive order mà thấp hơn chút xíu. Đó là proclamation. Còn memoranda là cái gì? Memorandum là cái này không phải ghi ở trong cái tờ báo Federal Register. Tôi ký không có vô hồ sơ. Muốn ký nhiều ký, không vô hồ sơ. Thứ nhất nó không bị bắt buộc vô hồ sơ, và nó không có được quyền gọi là ảnh hưởng đến cái quyền của tổng thống, đúng không? Và khi ký cái này thì nó không nằm trong cái tính toán của ngân sách. Từ ngân sách ví dụ ký cái executive order thì nó ảnh hưởng như thế nào ngân sách phải tính, còn cái memoranda nó mang tính cách tượng trưng thôi, nhắc nhở thôi, chứ nó không có giá trị nhiều. Nhưng mà nó thấp hơn, tức là có ba loại. Nó thấy là executive order, proclamation và memoranda. Ba cái khác nhau, ba mức độ khác nhau. Thế thì trong thời gian qua ông Biden ký cái nào? Cái đó mới là cái mà chúng ta, nó là phân tích ngày hôm nay để cho quý vị thấy chuyện nó đầu đuôi ra như thế nào, thấy không? Thì thưa quý vị, tờ Washington Post họ thống kê cái này, tính đến ngày 5 tháng 2, thì khi mà ông Biden ông lên làm tổng thống đó,
ông gặp một cuộc khủng hoảng quá nặng, có thể nói là nặng nề chưa từng có đối với bất kỳ tổng thống nào trong thời hiện đại kể từ đệ nhị thế chiến đến giờ. Quý vị nhớ đó là ông Roosevelt ông lên, rồi sau đó mới chiến tranh, rồi sau đó mới chết bất ngờ, rồi ông Truman lên thì lúc đó là chiến tranh thế giới đã chấm dứt. Ông đối phó với cái chuyện tái xây dựng lại đất nước cũng khó khăn lắm, nhưng mà nó không có đại dịch như ông Biden. Biden á, đại dịch này chia rẽ là cái rồi tuổi cao đó, nó tuổi cao thì đương nhiên sức yếu, đúng không? Thì bây giờ khi mà đối diện vào nền kinh tế thê thảm đấy chứ, hơn 10 triệu người bị thất nghiệp, đúng không? Mức thất nghiệp hôm nọ là 6.7%, 6.7 về xuống còn 6.4, 6.3 là đại khái vậy. Rồi môi trường thay đổi và đặc biệt cái cơn đại dịch không kiểm soát được. Nghĩa là tôi đã nói với quý vị nhiều lần rồi, ông Trump cũng để vỏ cho ông Biden hốt mấy năm chưa hết, nó khi 40 năm chưa hết. Thì trong trường hợp đó, 460.000 người chết vì đại dịch, hơn 25 triệu người bị bệnh, thì cái điều đầu tiên ông Biden nếu mà đợi luật lệ thông qua rất là lâu, nên ông sử dụng executive order khá là nhiều so với các vị tiền nhiệm của ông, lát tôi sẽ cho quý vị coi. Nhưng mà trong số này này, ông ký này, xin mang cái thuật cho cái laptop của tôi. Đây. Quý vị thấy nha, ngày đầu tiên ông ký mấy cái, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 cái. Quý vị thấy không? Chữ M này là memorandum, thấy không? Chữ P này là proclamation, không có chữ tôi lại xem cái order. Thì trong 15 cái này ông ký như vậy là 1, 2, 3 cái proclamation, 1, 2, 3, có 3 cái memoranda, xin lỗi quý vị, còn lại executive order. Thì tại sao nó có màu? Đây này, qua những ngày này này, ông ký tiếp này, thấy chưa? Đó, qua tới ngày thứ 8 ký một số đây, tới ngày thứ 16 ký một số như đây. Đây là những cái màu nó nói là cái gì? Những cái vấn đề, thưa quý vị. Đây, màu xanh á, liên quan đến healthcare, xanh lá cây. Màu vàng liên quan đến di dân. Màu hồng liên quan đến khí hậu và những vấn đề khác. Quý vị thấy là gì? Đó, thấy chưa? Thì ông ký. Đó, rồi chúng ta thấy này, những cái này bao gồm executive order, nãy nói là proclamation và memorandum, thấy không? Nó giống như là một cái luật nhưng mà nó không có như là cái luật. Bởi vì tôi nói với quý vị nhiều lần, muốn sửa luật đó là phải có quốc hội. Luật do quốc hội đưa ra thì quốc hội sửa, còn luật do những cái người mà tổng thống trước nó ký executive order thì tổng thống mới có quyền ký cái executive order đó. Rồi khi mà ông Biden ông ra tranh cử thì ông có nói rõ là khi mà tôi thắng cử, tôi sẽ lật ngược tất cả những gì của ông Trump, gần như tất cả. Thành ra trong 16 cái mà executive order đầu tiên ông ký đó, đó là gì? Đảo ngược cái chính sách của ông Trump. Chuyện dễ hiểu thôi. Vì ông Trump lên ông đảo ngược của Obama, thì ông Biden lên đảo ngược của ông Trump. Tôi không biết giữa ông Biden với ông Trump có tư thù cá nhân không biết, nhưng mà giữa ông Trump với ông Obama thì có. Thành ra cái chuyện ông Trump đảo ngược cái của Obama thì tôi có thể nói như thế này. Tôi nói một cách chắc chắn luôn là 50% là vì dân, vì nước, và 50% vì cá nhân. Tôi chia mỗi cái nửa. Còn Biden tôi không biết bao nhiêu, tôi không thấy, tôi chưa thấy. Tôi nghĩ là vì nước nhiều hơn, bởi vì hôm nọ, tuần trước tôi có trình bày quý vị cái chương trình mà triển khai 11.000 binh sĩ, tôi có nói lộn 100.000 sai, 11.000 binh sĩ để mà phân phát trích cái thuốc vaccine đó. Bởi vì nếu mà ông Biden mà ông do cái tính giống như ông Trump là ông sẽ không làm chuyện đó. Tôi đâu làm cho anh đâu, đúng không? Quý vị nhớ ông Trump lên là tất cả cái gì của ông Biden, của Obama là bỏ hết. Bởi vì sao tôi dám nói điều này? Và tôi chắc chắn luôn. Bởi vì ông nghĩ ông Obama là ngồi lộn chỗ ông tòi ốc. Có biết quý vị biết chuyện đó không? Ông bảo là ông này đó không có sinh ra ở Mỹ trong 5 năm chơi. Mà không sinh ra mà vô ông tòi ốc ngồi là lộn chỗ. Chưa kể tòi ốc. Dịch da. Ở trong nước dịch nhà trắng. Dịch gọi là tiếng Anh đông á. Ở White House, ông kia là Black, vô là ngồi lộn chỗ rồi còn gì nữa.
Có người nói thôi, thế tòa Bạch Ốc thì sao? Ông Dũng Tàu Lao người ta gọi tòa Bạch Ốc đâu đâu chỗ. Tòa Bạch Ốc cũng là tiếng Hán đó, Bạch cũng là trắng luôn, thấy không? Vì cái vụ đó mà ông Trump ông ghét, ông ký là mở ngoặc để quý vị hiểu ấy. Thành ra cái chuyện ông Biden, ông ký những đó mình hiểu, thấy không? Ông hứa sao thì ông làm vậy. Rồi, trong số những cái executive order ông ký hoặc là memorandum hay là proclamation, 1/3 liên quan chính sách y tế. Điều này dễ hiểu thôi. Ông là người ủng hộ người nghèo, dân chủ mà. Thứ hai nữa đang bị đại dịch, cho nên tôi phải ký một số cái lệnh để làm sao đẩy mạnh vấn đề mà COVID-19, vaccine thì các thứ lên. À, nó còn nhiều chuyện cũng vui lắm. Tôi kể tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Truyền hình SCT, sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện mà ông Joe Biden ký executive order như thế nào. Mọi người phàn nàn là ký nhiều quá. Tại sao ông ký thì tôi phân tích cho quý vị nghe là có 3 loại trong đó: executive order, proclamation và memorandum. Thấy không? Thì trong đó là có một số cái liên quan đến khí hậu, y tế, di dân và các vấn đề khác. Thì trong 16 ngày đó, ông ký tổng cộng là 9 cái liên quan đến di dân. Trong 9 cái này thì lật ngược cái chính sách của ông Donald Trump 14 cái. Tức là 9 cái ông Trump ký 14 cái thì ông lật ngược có 9 cái thôi, còn 5 cái vẫn còn nguyên. Thành ra nhiều người bảo là lật hết cái đó chưa đúng à. Đấy, đây, bao cái thật cho coi cái laptop của tôi. Đây nhá, 5 cái đầu ông ký bên trái của mình nhìn này. Hai cái memorandum, hai cái proclamation, một cái executive order là giữ nguyên cái chương trình DACA này á, ngăn chặn, ngưng lại không xây tường biên giới nữa và hủy bỏ cái lệnh cấm các quốc gia Hồi giáo được du lịch vào Mỹ, thấy chưa? Đó, trong đó có 3 cái. Còn ngày thứ 8 thì không có ký, trong mấy ngày thứ 8, thứ 9 thì không ký cái nào về di trú cả. Qua tới ngày thứ 10, ký 3 cái. Order, trong đó là gì? Lập ra một lực lượng để mà đi tìm những cha mẹ bị thất lạc của hơn 500 trẻ em bị cha mẹ thất lạc đi tìm đem lại cho ta. Và một cái nữa không biết là gì, tổng cộng đây quý vị nhìn cái màu này quý vị thấy 9 cái mà lật ngược của 14 cái. 5 cái của ông Trump vẫn còn nguyên, 5 cái của ông Trump vẫn còn nguyên. Để trình bày cho quý vị rõ, nhiều người bảo là ông Biden này ông lên ông lật hết cũng trơn, cũng không đúng. Có một số cái ông lật, một số cái ông để nguyên, cho quý vị thấy như vậy. Rồi vấn đề môi trường thì ông ký chưa có nhiều. Ông mới có ký một cái, hai cái ấy, ngày thứ nhất với ngày thứ 8. Cái ngày thứ nhất là ông lật ngược lại quyết định của ông Trump, và ngày thứ 8 ký một cái. Trong tổng số 15 cái, ông mới ký có 2 cái thôi. Đó. Thì đó là về môi trường. Còn những cái vấn đề khác bao gồm là để coi bao nhiêu cái. Ông chấm dứt những cái vấn đề chẳng hạn như là ngưng cái ủy ban 1776. Ủy ban là ủy ban gì quý vị không? Ông Trump ông ra lệnh cái ủy ban này, lập ra ủy ban này, bây giờ ông Biden bỏ rồi. Cái ủy ban này nó ra lệnh là không có dạy cái vấn đề lịch sử của người da đen ở trong trường học Mỹ nữa. Tức là nói một cách nào đó là phủ nhận cái sự đóng góp của người da đen. Thì bây giờ ông Biden lên ông làm chuyện đó. Cái thứ hai nó rất quan trọng, revoke census citizenship question. Quý vị nhớ không? Năm ngoái khi mà thống kê đó, ông Trump không cho đếm cái di dân bất hợp pháp, bởi vì ông bảo là di dân bất hợp pháp không đóng thuế, không được đếm, không tính. Tào lao, có ai ở Mỹ nào không đóng thuế, chưa tắt thở là vẫn còn đóng thuế. Không thuế này, không thuế kia, không thuế mẹ, không thuế con, thuế ông bà, thuế cái gì đủ hết.
đi mua đồ ăn là bị đóng thuế, đúng không? Mà ông ngừng bởi vì ông cho rằng là những người, thực ra nó là như thế này. Nếu mà tính những cái di dân bất hợp pháp nó vô đó, thì cái tiểu bang đó và cái vùng đó, thành phố đó sẽ có nhiều dân hơn. Và khi mà chia cái ghế cho 435 ghế dân biểu đó, thì cái vùng nó được nhiều hơn. Rồi khi chia tiền liên bang xuống thì vùng nó được nhiều hơn. Thành ra làm sao nó giảm cái số đi để cái số ghế anh trong liên bang đó giảm đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó giống như khi mà ông Ram tranh cử, ông tranh cãi luận với ông Biden, bảo ê tiểu bang xanh đỏ tôi phân biệt rõ ràng à. Xanh là tôi trừng phạt, đỏ là tôi ưu tiên. Đó. Thì thường thường những cái chỗ mà có di dân bất hợp pháp đó, đa số là tiểu bang xanh. Và nếu như vậy đó thì có lợi cho đảng Dân Chủ. Đúng chưa? Bởi vì đảng Dân Chủ sẽ có nhiều ghế hơn. Đó. Cái vùng đó ví dụ như 100.000 người được ghế. Rồi tôi cho thống kê còn có 80.000 người, 20.000 người bất hợp pháp tôi không tính. Thì 80.000 người anh phải đi kiếm thêm 20.000 người để mới có một ghế. Và như vậy tổng số ghế anh sẽ bị giảm. Và anh giảm như vậy thì là anh chết. Thế giờ tôi nói cái này ra để quý vị hiểu, nhiều không hiểu cái chuyện này cứ đi nghe mà kể đó. Tôi nói thật quý vị, trong chính trị nó là như vậy. Hôm nào có dịp tôi còn kể quý vị, tôi còn vẽ bản đồ kinh hoàng nữa, hình con rồng, con rắn, con gì đủ thứ con trên trái đất này. Bữa nào tôi kể quý vị nghe. Đó là cái chính sách của ông Trump. Mà cái này ông không có sai. Về mặt chính trị ông quyền làm, tôi không chỉ trích ông nha. Bởi vì cử tri bầu ông lên và muốn ông làm cái điều đó. Cử tri da trắng muốn ông làm cái điều đó. Làm sao giảm bớt cái ảnh hưởng của người thiểu số ở Mỹ này. Quý vị có nhớ khi mà Đảng Cộng Hòa khiển trách cái ông Mitch McConnell đó, trưởng khối đa số, ở trưởng khối thiểu số của Thượng viện Cộng Hòa đó. Ông chỉ trích cái bà Marjorie Taylor Greene, bà dân biểu mà ở tiểu bang Georgia bữa tôi kể đó. Bảo là bà nói linh tinh. Bà giờ này bà còn nghĩ là quyết định QAnon này kia. Biết bà nói sao? Đảng Cộng Hòa yếu đó là lý do vì sao chúng ta mất nước. Chúng ta đây là ai? Chúng ta đây là có thể hiểu là người da trắng. Đó là cái điều mà ông Trump ông vẫn thường nói. Thành ra khi ông Biden ông lên thấy cái này là không được, ông ký bỏ liền. 100.000 người phải đếm với họ đủ 100.000 người, dù họ từ đâu đến. Bây giờ tôi hỏi quý vị là bất hợp pháp cũng phải mướn cái nhà ở chứ, cũng phải leo lên xe đi chứ, phải đổ xăng chứ, hả? Mấy cái đó đánh thuế, ông đánh thuế. Quý vị cứ nói là bất hợp pháp làm không đóng thuế là quý vị trình thấp quá, không xứng cái gọi là uổng một vé ở Mỹ. Bởi vì nếu mà cộng đồng Việt Nam á, những cái người bắn cà lem mà mới qua đây đó thì tôi không kể. Có những người qua đây hơn 45 năm rồi, gần 50 năm, gần một nửa thế kỷ rồi mà vẫn bán cà lem mà vẫn hiểu sai. Tôi phải nói là tôi giúp cho quý vị. Xin nhắc lại, ở Mỹ này không ai không đóng thuế, có nhiều đóng nhiều đóng ít thôi. Đừng bảo rằng người ta không đóng thuế. Đó là trình mình thấp lắm, uổng một vé ở Mỹ, ok. Hãy nhớ đó. Thành ra cái ông Biden này ông mới ký bỏ ra đi. Thì như vậy là cái thống kê sẽ được đếm bao gồm cái đó. Rồi ông ký một cái nữa, ngưng cái gọi là cấm những người gọi là chuyển giới được đi lính. Cái này cũng gây tranh cãi vô cùng. Đó, đại khái là cái này thì là bên đấm ngực không có ưa. Bên đấm ngực không có ưa. Đấm ngực bảo tại sao lại ủng hộ đồng tính, rồi ủng hộ là những cái người gọi là gì chuyển giới, cái đó đi ngược lại cái gọi là thuyết của nhà Chúa. Nhưng mà chính Đức Giáo Hoàng Francis ông bảo tôi là ai mà đánh giá họ. Thấy không? Tôi hỏi quý vị, đấm ngực mà không nghe lời Đức Giáo Hoàng đi nghe lời ông Donald Trump. Cái đó là xuống hoàng ngục chắc luôn. Đó là lý do tại sao tôi nói là tôi có ăn nói cái nào, tôi làm bậy nào, tôi không bị xuống hoàng ngục, bởi vì hoàng ngục không còn chỗ tôi xuống nữa. Thế bằng cái thật cho coi cái laptop của tôi cái đây, nhưng mà anh Biden này thì rõ ràng khí nhiều quá. À, đây. Quý vị coi nè. Tính tới này là vượt qua luôn Donald Trump, vượt qua Obama, vượt qua Bush con luôn. Bây giờ trong 16 ngày ông ký 29 cái executive order và memoranda gì đó, và đại khái mình tạm gọi là sắc lệnh hành pháp. Ông Trump vậy mà ký ít hơn Obama nha. Trong những ngày đầu ông Trump ký có 8 cái thôi, Obama ký 9 cái, Bush ký 3 cái, quý vị thấy chưa? À, mình phải trả lại sự thật, bảo là ông Trump ký nhiều cũng không đúng. Ông Trump đứng hạng 3 trong cái bảng này, ông Biden đứng hạng nhất, bảo đảm quý vị luôn. Nhưng mà khi hỏi những cái chuyện này đó, người ta hỏi ông trong cuộc họp báo, hỏi tại sao ông ký
sao có đi order nhiều vậy? Ông muốn gọi là gì? Tại sao ông lại đi làm luật? Ông không để cho Quốc hội làm mà ông tự làm. Mà tôi đâu có làm luật đâu. Tôi hủy bỏ những cái luật nó sai trái rồi. Không có chính trị gia trả lời mánh không? Tôi đâu có làm luật đâu. Tôi hủy bỏ luật xấu. Tức là làm được còn gì nữa, nhưng mà không có chữ làm trong đó. Bởi vì các nhà lập pháp họ khó chịu lắm. Và tôi biết dân bản Calem khó chịu, bảo trời ơi, ông này mới lên ông ký, ông không coi Quốc hội ra cái gì cả. Chứ anh làm luật là sai, Quốc hội mới là làm luật chứ không phải là tổng thống. Không, tôi đâu có làm luật đâu. Tôi chỉ bỏ những luật nào mà nó tôi thấy nó sai. Lưỡi không xương nhiều là lạc léo à. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình kỳ sau.